cái chế phẩm từ sữa tiệt trùng. Lúc đầu thì chỉ có sữa tiệt trùng thôi, bởi vì khi mà nó ra thì Vinamilk cũng đã rất là lớn mạnh rồi. Thì các bạn thấy là cái TH2Milk thì nó có một cái đặc tính, nó có một cái định hướng là những cái sản phẩm sữa sữa sạch, đúng không? Rõ ràng chu nó sữa sạch. Và cái câu khẩu hiệu của nó là gì các bạn? Thật sự thiên nhiên, đúng không? Thật sự thiên nhiên, đó là định hướng những cái sản phẩm mà nó thiên nhiên, nó gọi là nó tự nhiên nhất mà tốt cho sức khỏe nhất. Thì các bạn nghĩ là thì cái thương hiệu TH2Milk này thì chỉ có bán sữa thôi chứ bán được cái gì ha? Nhưng mà các bạn thấy là nó lại khai thác được ở một cái khía cạnh khác rất là thông minh, đó là cái thương hiệu TH, gọi gọi là cái TruMilk này á, thì nó có hai cái thành phần là tru và miêu, đúng không? Vậy thì những cái chế phẩm từ sữa của nó, ví dụ như là sữa hạt này, tức là TH2Nut á, TH2Nut á, tức là những cái dòng sữa hạt này, rồi TH2Milk này, rồi là gọi là những cái sản phẩm sữa chua uống, rồi sữa chua ăn, rồi các kiểu đó, thì nó sẽ dựa trên cái việc khai thác từ cái chữ milk ra, đúng không? Và các bạn thấy gần đây á thì TH nó lại ra một cái sản phẩm khác nữa, đó là dòng sản phẩm nước trái cây ha. Và các bạn thấy là nó không khai thác trên chữ milk mà nó khai thác lên chữ true, đúng không? TH true just các bạn thấy là nói chung là về lĩnh vực thương hiệu, công nhận là cũng phải nể tụi nó, đúng không? Lúc đầu thì cũng không ai nghĩ được rằng là nó lại có thể khai thác ở cả hai cái khía cạnh như vậy. Nhưng mà đó là một sự khai thác rất là hiệu quả luôn. Rồi, dạ là nhóm 4 các bạn sẵn sàng rồi ha. Chúng ta quay lại dừng sân khấu lại nha nhóm 4 nè. Em chào cô và các bạn, em tên là Lưu Hoàng Phi. Nhóm em sẽ thuyết trình về chủ đề số 5 là xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số. Chủ đề này bao gồm 4 phần. Em sẽ thuyết trình phần đầu tiên là khái niệm phân tích môi trường kinh doanh trong thời kỳ 4.0. Thì đầu tiên là khái niệm kỷ nguyên số, hay còn gọi là cách mạng 4.0, được hiểu là cấu tạo, là cấu trúc và vận hành mới cho nền sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ cao, mạng lưới của vạn vật, trí tuệ nhân tạo. Kỷ nguyên số dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất kinh doanh, với mục đích là xóa nhà thế giới thật với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến và sự thay đổi mới, nhằm tạo ra khả năng tương tác và tích hợp. Thì kỷ nguyên số là kỷ nguyên mà những thứ máy móc hiện đại xử lý nhanh và chính xác hơn bộ não của con người. Rất nhiều công việc mà con người làm trước đây được thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Xu hướng thế mới này còn kết nối con người với con người bằng công nghệ số trong tích tắc. Phần thứ hai là phần thương hiệu kỷ nguyên số. Thì ngày nay là với sự xuất hiện của các doanh nghiệp số, number play đã ra đời khá phổ biến. Trên thế giới thì có rất nhiều thương hiệu số được xây dựng thành công như là Google, Facebook, Amazon. Thì giá trị của các thương hiệu này luôn có sự thay đổi theo thời gian. Thương hiệu ở Việt Nam cũng dần dần xuất hiện với những cái tên như là chợ điện tử, vật giá, thế giới di động, Lazada. Thì thương hiệu là một tài nguyên vô hình nhưng nó rất có giá trị đối với doanh nghiệp số. Truyền thông vẫn có vai trò quan trọng trong các kênh kỹ thuật như là website, truyền thông xã hội, ứng dụng di động đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Trong đó là có Việt Nam. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ số tạo nên làn sóng cho những công nghệ AI, hay được gọi là trí tuệ nhân tạo, nổi lên mạnh mẽ, trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Do vậy, cần có những cách khác biệt để xây dựng và quảng bá thương hiệu, cũng như là tìm ra cách để làm mới kết nối với các bên liên quan và với khách hàng của doanh nghiệp. Kỷ nguyên số đóng vai trò không nhỏ trong việc thay đổi cách truyền tải thông điệp, không chỉ là giữa thương hiệu với khách hàng mà còn giữa khách hàng với lại thương hiệu và giữa khách hàng với nhau. Khả năng tiếp cận thông tin mà kỷ nguyên số giúp tăng cường sức nặng và là quyền quyết định của khách hàng trong việc định hình thương hiệu. Thì như vậy, khái niệm thương hiệu cần được tái định nghĩa trong thời đại kỷ nguyên số. Thương hiệu là cảm nhận khách quan về giá trị dựa trên sự trải nghiệm của người dùng với sản phẩm hoặc công ty.
đóng vai trò điều phối cảm xúc và quyết định của người tiêu dùng trong thị trường. Phần thứ hai lớn là phân tích môi trường kinh doanh trong thời kỳ 4.0. Thì đầu tiên là marketing 1.0. Sản xuất hàng loạt, sinh ra số lượng sản phẩm lớn và nhiều cạnh tranh hơn của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã kéo theo sự sản xuất hàng loạt. Giá thành sản phẩm rẻ hơn vì tiết kiệm được chi phí sản xuất. Câu hỏi duy nhất được đặt ra là làm thế nào để đẩy hết hàng hóa đến tay người tiêu dùng, nên sản xuất cái gì rồi làm sao để bán chúng. Mô hình tiếp thị kinh điển mà chúng ta vẫn thấy trong thời đại này là mô hình 4B. Trong đó chữ đầu tiên B đầu tiên product là quan trọng nhất và được nhận được nhiều sự ưu tiên hơn cả. Thứ hai là marketing 2.0. Thì thế giới liên kết giữa thông tin và tri thức bắt đầu. Sự phát triển của Internet và sự xuất hiện của thương mại điện tử có nhiều ảnh hưởng tích cực đến người bán và người mua. Thị trường thì đa dạng hơn, nhu cầu của người tiêu dùng cũng đa dạng hơn. Mục tiêu của doanh nghiệp là thay đổi từ marketing đại trà sang marketing theo phân khúc thị trường. Mô hình 4B dần chuyển sang mô hình 4C và mô hình STP bắt đầu được áp dụng. Thứ ba là marketing 3.0. Thì marketing 3.0 đánh dấu sự ra đời và phát triển của các trang mạng xã hội. Người tiêu dùng kết nối và tập trung vào nhau để dẫn đến việc thương hiệu mất đi quyền kiểm soát tối cao. Ngoài kỳ vọng thông thường thì người tiêu dùng còn quan tâm đến việc nhận diện thương hiệu, tính trung thực của thương hiệu và hình ảnh xã hội của thương hiệu. Tóm lại, những bước chuyển dịch này thì người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tính xã hội của sản phẩm cũng như là thương hiệu. Đây là bước đệm để chúng ta tiến vào thời kỳ marketing 4.0. Phần thứ tư, marketing 4.0 thì marketing trong kỷ nguyên số hóa. Big Data và AI đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp, tư duy và mua sắm. Thương hiệu không chỉ là đại diện cho một sản phẩm mà chúng còn có tính cách như con người, giúp thương hiệu kết nối được với khách hàng. Từ khóa trong thời đại này chính là kết nối. Chỉ bằng cách kết nối được với khách hàng thì thương hiệu mới có thể trụ vững trong một thế giới xoay liên đó liên tục xoay vần và biến động. Cuối cùng là đánh giá thương hiệu trong thời kỳ 4.0. Đầu tiên là nhận thức, thừa nhận sự tồn tại của thương hiệu. Tiếp theo là quen thuộc, cảm thấy quen thuộc. Cấp độ thứ ba là liên kết, kết nối với những giá trị sẻ chia. Cấp độ thứ tư là ưu tính cách của thương hiệu. Cấp độ thứ năm là cân nhắc nhu cầu xuất hiện. Người tiêu dùng sẽ cân nhắc về thương hiệu. Tiếp theo là quyết định mua hàng, giai đoạn ra quyết định. Cấp độ thứ bảy là hứa hẹn, thực hiện tốt việc chứng minh lời nói tốt. Cấp độ thứ 8 là tạo cảm hứng, tiếp cận sự hiện thực hóa của người tiêu dùng. Và cuối cùng là đại sứ ủng hộ tích cực. Phần tiếp theo em xin nhường bạn Nhung. Chào cô và tất cả các bạn, thì sau đây em xin tiếp tục phần thuyết trình của nhóm, đó chính là việc xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số. Thì như mọi người đã biết thì trái ngược với cái việc mà tiếp thị kỷ nguyên số, thì cái việc xây dựng thương hiệu số thì nó lại nhằm tạo ra cái sự kết nối giữa người tiêu dùng và các sản phẩm hoặc là các dịch vụ mà được cung cấp, thì từ đó cái việc về nhận diện thương hiệu nó sẽ được thiết lập dễ dàng hơn. Xong tóm lại thì mục tiêu của thương hiệu số thì không nhất thiết là để nhằm thúc đẩy doanh số, nhưng nó nhằm nâng cao nhận thức cái việc mà nhận diện thông qua hình ảnh, phong cách của thương hiệu và từ đó thúc đẩy lòng trung thành lâu dài của các khách hàng. Và giữa cái việc mà xây dựng thương hiệu truyền thông và việc xây dựng thương hiệu ở trong thời kỳ kỷ nguyên số thì có tồn tại những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là theo phương pháp truyền thống trước đây á, thì quá trình xây dựng thương hiệu là một cái bản sắc thương hiệu cứng nhắc và khách hàng là người thụ động. Nhưng trong thời đại của thương hiệu kết nối thì nó lại là một cái sự tập hợp, sự hợp tác giữa hai bên và đồng thời cũng như là các tài sản thương hiệu được xây dựng giữa người quản lý thương hiệu và người tiêu dùng trong một quá trình song phương theo một cái cuộc điều tra chuyên sâu về việc ra quyết định thì cho thấy là trải nghiệm sẽ làm cho nhu cầu của khách hàng trở nên nhất quán và có thể mở rộng cái giới hạn của thương hiệu hơn. Ví dụ như khách hàng họ sẽ thay đổi tùy theo sản phẩm của công ty, phân khúc mục tiêu, chiến lược, chiến dịch hoặc là kết hợp những cái tham khảo thông qua các phương tiện truyền thông thì
cái nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu sẽ thông qua cái kênh xã hội dẫn đến cái trải nghiệm mua hàng mua sắm họ sẽ có cái sự tương tác tốt hơn. Chẳng hạn như là cái chiến lược mà Nike họ nhận ra là cái smartphone nó trở thành một cái vật bất ly thân của mỗi cá nhân, đặc biệt là trong cái thời đại công nghệ số thì họ thiết kế một cái app đó chính là SNKRS. Cái app này á thì nó của thương hiệu giày sneaker, được người dùng thì họ có thể đặt cọc những cái thiết kế có sẵn trước đó tại cửa hàng, hoặc là họ có thể đọc những cái bản phát hành sắp tới, hoặc là theo dõi những cái kiểu giày mà họ yêu thích, rồi họ lưu trữ thông tin nhằm mục đích là thanh toán dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó thì họ còn xây dựng cái cửa hàng trực tuyến Nike ID cho phép là người mua tạo ra những cái thiết kế giày độc quyền của riêng họ trên website và nhận được tận tay những cái sản phẩm. Như mọi người thấy thì Nike họ tin tưởng vào thương hiệu được xây dựng bởi khách hàng nhiều hơn, và cái thương hiệu như Nike tập trung vào từng cá nhân. Vì vậy đối với họ thì việc chuyển một cái thương hiệu thiết kế theo ý khách hàng là một cái điều phù hợp theo lẽ tự nhiên. Ví dụ như Apple họ đã loại bỏ cái biệt ngữ họ mô tả sản phẩm liên kết, tạo ra những cái thư viện video giải thích phong phú và thiết lập các cái thanh ngoại tiếng để đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối chính xác tích hợp trên các điểm tiếp xúc, hoặc là hoặc là một cái ví dụ khác của Nike họ chuyển slogan Just Do It bằng cách làm tạo thông qua các cái cuộc mà gây quỹ toàn cầu, những cái chương trình đào tạo trực tuyến thì để thu hút cái sự tương tác của khách hàng với thương hiệu mà không nhất thiết là thông qua cái việc mua hàng, không nhất thiết là khách hàng với thương hiệu có sự tương tác bằng việc là mua bán. Tiếp theo đó là cái ý nghĩa của truyền thông đối với người tiêu dùng. Thì người tiêu dùng á hiện đang kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết, đặc biệt là nhờ vào điện thoại di động hoặc là sự kết nối của internet thì giúp cho họ đã giúp cho họ trở thành những cái người được điện thoại đã trở thành cầu nối giúp cho những cái người tiêu dùng trở thành nên kết nối thuận tiện và dễ dàng hơn. Và một trong những cái nghiên cứu cho thấy là khi đứng trước nhiều lựa chọn á thì người tiêu dùng họ sẽ có cái mong muốn để tìm kiếm giúp cái việc tham khảo những cái chuyên gia, hoặc là họ thông qua cái việc mà lên trên mạng những cái trang thương mại điện tử để tìm kiếm những cái ý kiến mà họ mong muốn nhận được để giúp họ đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. Và theo thống kê thì có 61% người tiêu dùng họ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội khi mà quyết định mua hàng, họ lấy cảm hứng từ mạng xã hội hoặc là họ tham khảo những cái đánh giá tích cực ở trên đó. Ngoài ra thì người tiêu dùng á họ không chỉ là người truyền tải nội dung chính của thông điệp thương hiệu mà họ còn là người sáng tạo chính các nội dung liên quan đến thương hiệu. Ví dụ như là cái việc mà tương tác và đối thoại với người tiêu dùng á thì nó là một cách để tạo nên giá trị cho thương hiệu. Tốt hơn á là họ trở thành một phần của sản phẩm, bởi vì nếu có thể gắn kết giữa người tiêu dùng á để họ chủ động tham gia vào quá trình sáng tạo á thì cái người mà quản lý thương hiệu á họ có thể biết được những cái mong muốn của người tiêu dùng, đồng thời là sẽ tạo ra những cái giá trị nhằm để thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng, nhằm giúp cho cái việc phát triển của thương hiệu đó trở nên lâu dài và bền vững hơn. Vì vậy là cái việc mà ra quyết định trong quá trình mua hàng của người tiêu dùng á thì nó ảnh hưởng rất là nhiều bởi Cái danh mạng tiếng xã của hội mình truyền không, thông. đúng không ạ? Thì Cho những nên cái là chuyện chúng nói ta trên phải á có một cái tầm nó nhìn, có một cái ngoài sự cái sự kỳ quản vọng lý, về các đồng tương thời tác khi á mà chúng thì ta các trải nghiệm và của một cái thương cộng tác của thương hiệu á thì nó là một cái mối quan hệ mật thiết, không phải là chỉ giữa người bán mà người mua, mà đôi khi nó còn hình thành thông qua những cái mối quan hệ bạn bè. Thì người tiêu dùng họ mong đợi cái thương hiệu này thể hiện được sự trung thực, tính xác thực, cái tính minh bạch, cởi mở và cái tính năng mở rộng nhiều hơn. Thương hiệu thì họ thương hiệu cần
phải thật sự là gần gũi, phải thân thiện và dễ dàng tiếp xúc hơn, thì người tiêu dùng không chỉ mong muốn là họ được cung cấp thông tin mà họ còn mong muốn được tương tác, được trao đổi, được mua sắm, tiêu thụ các thương hiệu, và họ 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 sẽ được lắng nghe, quan tâm và để ý đến những cái ý kiến của họ. Ví dụ như là một cái nhà sáng lập của website thì họ quyết định sáng tạo một cái dòng mỹ phẩm mới, thì cô này cổ đã tạo một cái tài khoản Instagram và kêu gọi mọi người cùng đóng góp ý tưởng. Thì sau đó cô này, cô mình gọi đây là cô A đi ha. Cô A thì cô nhanh chóng nhận được sự sự thật rằng là người tiêu dùng biết những gì họ mong muốn mà nhưng mà không ai thật sự lắng nghe, và cô đã khai thác được những cái nội dung đó mà hàng ngàn những người yêu thích mỹ phẩm hết sức cuồng nhiệt đã gửi về và giúp cô xây dựng nên một cái công ty mới. Và khi mà một cái người tiêu dùng á, họ đã đạt được đến trình độ sành điệu á, thì họ muốn xây dựng cái mối quan hệ có ý nghĩa nhiều hơn và tạo ra cái câu chuyện riêng của họ đối với thương hiệu mà họ yêu thích. Và hiện nay á, thì cơ hội cho các nhà tiếp thị không chỉ đơn giản là thay đổi chiến lược truyền thông của công ty nữa, mà họ còn phải tìm mọi cách, họ phải vận động nhiều hơn để triển khai thành các triển khai thành các chiến lược thông qua các phương tiện truyền thông, từ đó là gặt hái những cái lợi ích của danh tiếng thương hiệu đem lại. Bên cạnh những cái đó thì cũng có những cái thách thức đối với các nhà tiếp thị. Ví dụ như là cái việc tạo ra thương hiệu gần gũi với công chúng, hoặc là làm sao để thương hiệu của mình có tính năng vượt trội, hỗ trợ cho cuộc sống của người tiêu dùng và xây dựng một cái thương hiệu có bản sắc và phong cách đặc biệt, một cái phong cách riêng biệt mà để lại dấu ấn trong của khách hàng, trong lòng của khách hàng. Và việc xây dựng thương hiệu thì để truyền cảm hứng và tạo cho người tiêu dùng sở hữu cái thương hiệu này như một cái công cụ để thể hiện và nâng cao cái đẳng cấp của mình, hoặc là truyền đạt cái câu chuyện cá nhân theo cách của họ. Mà khi mà họ sử dụng sản phẩm đó, thì những cái tiến bộ trong công nghệ truyền thông đã giúp số hóa nghiên cứu người tiêu dùng và tạo ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu khai thác trí tuệ tập thể này một cách dễ dàng. Và trước khi mà mạng xã hội ra đời á, thì có ba chiến lược chính mà các thương hiệu nên tuân thủ theo trong không gian kỹ thuật số. Thứ nhất đó chính là việc mà xây dựng các mối quan hệ chân chính, là bao gồm một loạt các trải nghiệm và tương tác khách hàng nhất quán trên những nền tảng khác nhau. Sự tương tác này á là không phải giữa khách hàng cá nhân và thương hiệu, mà là cái sự tương tác giữa thương hiệu và cả một nhóm cộng đồng. Thứ hai đó là việc cung cấp các dịch vụ phù hợp, bao gồm việc tạo ra các thương hiệu và sản phẩm đáp ứng đúng như nhu cầu của người tiêu dùng. Cuối cùng là cho phép cái sự tương tác nhiều hơn và tìm kiếm cái nguồn cung ứng đám đông, là một trong những cái phương pháp mà người tiêu dùng họ tham gia và phát triển các khía cạnh khác nhau của việc tiếp thị thương hiệu. Trong cái thế giới kết nối kỹ thuật số này á, thì các chiến lược này vẫn đang rất là quan trọng. Tuy nhiên thì các công cụ cần thiết được thực hiện chiến lược có thể khác so với các chiến lược có sẵn trong kỷ nguyên thương mại điện tử. Ví dụ như truyền thông thì dẫn đến mức độ liên quan và sự hài lòng của người tiêu dùng họ sẽ cao hơn, và tương tác Thương giữa hiệu bạn cho thương một hiệu nhóm đó các sản được phẩm tạo điều cùng một kiện thuộc bởi đến phương tiện mạng truyền chức thông năng, xã hội. Thì và cái thằng việc nào mà cũng sử nói dụng chữ DLX thuật lên nghiên nè, cứu các trực bạn thấy tuyến không? mới á, DLX thu thập dữ liệu mama từ những người DLX trả alpha lời DLX để tiếp cận những giá trị trước đó, đây, rồi thông qua khi đó mà chúng thì ta đóng vào để trong tập hệ tiếp hợp khách cái hàng dữ liệu đó lại nhằm đúng không, để logo tập tạo ra đoàn bác những sĩ săn đỏ. khắc phục những cái đề xuất ra những cái giải pháp hay là những cái hạn chế trước đó, và dùng cái nguồn dữ liệu đó phân tích và tạo ra những cái nghiên cứu trực tuyến, giúp cho cái việc phát triển thương hiệu đó trở nên ổn định hơn và cải tiến nhiều hơn. Cách tiếp cận kỹ thuật số trong nghiên cứu người tiêu dùng thay đổi, cách kiến thức căn bản liên quan đến người tiêu dùng, thì cái sự thứ hai đó chính là cái sự phản hồi của người tiêu dùng về một thương hiệu hơn bao giờ hết là một trong những cái đóng góp vô cùng quan trọng. Ví dụ như là vào năm 2010 thì thương hiệu thời trang của
Gap của Mỹ thì đã tung ra một cái logo mới, nhưng mà cái điều này thì đã sớm từ bỏ sau một thời gian là bởi vì cái làn sóng chỉ trích của người dùng Facebook và Twitter. Thì thông qua đó thì các nhà tiếp thị thương hiệu là những cái người mà họ nắm giữ các ý tưởng, họ luôn được nhiều người tiêu dùng đón nhận và được phát triển thành những ý tưởng tuyệt vời. Nhận thức được là cái tầm quan trọng của ý kiến của đám đông thì một thương hiệu họ sẽ bỏ qua những cái cách tiếp cận và kiểm soát truyền thông của người dùng để khuyến khích việc tạo mới và phổ biến nội dung do người dùng tạo ra. Thương hiệu Coca-Cola gần đây thì họ đã phát hành một cái video công khai chiến lược quảng cáo của mình cho đến năm 2020, thì họ nhấn mạnh rằng là cái sự thay đổi từ sự sáng tạo nội dung cho đến là hình ảnh thì được sản xuất thông qua cái việc mà thay đổi những clip quảng cáo để nhằm tạo sự ấn tượng và có sự gần gũi hơn trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng. Thông qua những cái bằng chứng mà chứng minh cho thấy rằng truyền thông truyền miệng thì nó cũng là một trong những cái nguồn tin đáng tin cậy của người tiêu dùng, nó ảnh hưởng mạnh tới hành vi mua hàng của họ, thì có tới 90% ngân sách tiếp thị dành cho quảng cáo và chương trình bán lẻ hoặc là chương trình khuyến mãi. Rồi các nhà quản lý thì họ đánh giá cao ảnh hưởng của tiếp thị đến với những người tiêu dùng và đầu tư vào việc giúp người tiêu dùng điều hướng cái quá trình cũng như là tạo ra những cái vận động tích cực cho thương hiệu của họ nhiều hơn. Và cái quá trình này á thì liên quan đến việc truy cập và hành động hoặc là những người mà có tầm ảnh hưởng thì được xem như là những người kết nối những cái nhân vật nổi tiếng hoặc là những cái người đang có cái tác động mạnh mẽ trên Internet ở trên truyền thông thì sẽ giúp cho cái việc ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Và xem một phần tiếp theo đó chính là cái ý nghĩa của truyền thông đối với người tiêu dùng. Thì như một sự tiên phong thì mạng xã hội đang được kỳ vọng sẽ trở thành một cái khía cạnh cấu thành quan trọng của một số thương hiệu nào đó. Thì hiểu được cái tầm quan trọng đó cho nên là cái giá trị xã hội trong thời đại kết nối kỹ thuật số thì một số thương hiệu đã tăng cường như là những cái giá trị chức năng cảm xúc và xã hội, ví dụ như là xây dựng thương hiệu ba chiều của Facebook cho thấy rằng là một thương hiệu như là Facebook thì được cho là nằm ở giao điểm của cả ba chức năng. Thứ nhất là nó vừa tạo điều kiện giao tiếp và cảm xúc cho người cho phép người dùng tự thể hiện, và cuối cùng nó làm giá trị xã hội là nó giúp kết nối giữa bạn bè, gia đình, người thân, vân vân. Có hai khía cạnh cấu thành tài sản thương hiệu, đó là nhận thức thương hiệu và ý nghĩa thương hiệu. Trong đó thì cái nhận thức thương hiệu thì các nhà tiếp thị thì họ vẫn là những cái người mà chịu trách nhiệm chính trong cái việc thúc đẩy chia sẻ in dấu trong tâm trí của người tiêu dùng, một điều kiện giúp cho người tiêu dùng mua cái quyết định chọn lựa hoặc là mua cái thương hiệu đó. Thứ hai đó là ý nghĩa của thương hiệu, thì thay vì mà kiểm soát theo truyền thống của các nhà tiếp thị về ý nghĩa thương hiệu thì họ tạo ra những cái thông qua những cái cuộc hội thoại, những cái trao đổi thông tin, mà trong đó thì người quản lý thương hiệu là một trong những cái bên ha một trong những bên tham gia vào trong cái quá trình đó. Thì ngoài ra thì có một vài bước để xây dựng một cái thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên số, như là ví dụ như là thứ nhất là chúng ta phải nên chọn nền tảng phù hợp với chọn một cái nền tảng nào đó phù hợp để xây dựng thương hiệu cá nhân. Thứ hai là xác định sẽ trở thành chuyên gia hoặc là mình có điểm mạnh trong cái lĩnh vực gì đó để phát triển cái lĩnh vực đó nhiều hơn. Thứ ba là đưa ra những cái thông tin trong quá trình xây dựng thương hiệu phải nhất quán và đồng thời phải có cái sự liên kết với nhau, và cuối cùng là phải luôn luôn chia sẻ cập nhật thường xuyên cái câu chuyện của mình để tạo ra cái dấu ấn đối với những cái người mà họ đang có ở trong cái phân khúc tìm kiếm hoặc là mua sản phẩm nào đó trong thương hiệu của bạn. Và phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc, em xin nhường cho bạn tiếp theo ạ. Dạ, chào cô và các bạn, tên là Nhật Lệ. Em sẽ tiếp tục phần trình bày của nhóm là tầm quan trọng khi xây dựng thương hiệu số.
tầm quan trọng khi xây dựng thương hiệu số thì có ba tầm quan trọng. Thứ nhất là đa kênh. Hiện nay thì người tiêu dùng đang ngày sử dụng vô số các kênh khác nhau và họ hy vọng là các thương hiệu sẽ có mặt mọi lúc. Vì vậy, việc sở hữu một thương hiệu số mạnh sẽ cho phép doanh nghiệp dàn trải sang nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau, thương hiệu được quảng bá rộng rãi thì doanh nghiệp sẽ nhận được lợi ích lớn. Thứ hai là tính lan tỏa. Thì trong thời đại công nghệ số hiện nay thì việc lan tỏa thông tin rất là quan trọng. Với thương hiệu số thì các thương hiệu sẽ được dễ dàng lan tỏa hơn thông qua hành động của người tiêu dùng, như là chia sẻ bài viết, đóng góp ý kiến, yêu thích. Tính tính lan tỏa còn thể hiện ví dụ như là đăng đăng bài viết thường xuyên ở nhiều kênh thì càng tốt. Thứ ba là sự khác biệt. Nét đặc trưng của từng doanh nghiệp sẽ giúp họ đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt. Có thể thực hiện điều này bằng cách tập hợp tất cả các điểm mạnh của doanh nghiệp. Mỗi đặc trưng thì sẽ giúp tạo ấn tượng và khác biệt đối với đối thủ cạnh tranh. Lợi ích của thương hiệu số đối với tổ chức doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp khi khi mà doanh nghiệp tập trung xây dựng thương hiệu số mạnh, tăng độ nhận diện thương hiệu thì giúp mức độ tương tác với khách hàng sẽ tăng thêm. Đối với tổ chức phi lợi nhuận thì thương hiệu số có thể là một yếu tố quyết định đến ngân quỹ của tổ chức và gia tăng sự nhận diện về mục đích thành lập của tổ chức là gì. Một tổ chức phi lợi nhuận trong thời đại kỹ thuật số thì sẽ chuyển mình trở nên sáng tạo, nhạy bén và thông minh hơn. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu hết doanh nghiệp số của doanh nghiệp sẽ dựa vào quyết định của người sở hữu doanh nghiệp và CEO. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cần thiết lập thương hiệu số mạnh mẽ nhằm tiếp cận nhiều khách hàng một cách hiệu quả hơn. Dạ, phần thuyết trình của em đến là hết, em sẽ nhường phần thuyết trình cho bạn khác. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Chào cô và các bạn, thì mình sẽ tiếp tục phần thuyết trình của nhóm. Tiếp theo là đến với phần bài học của các bài học cho các nhà quản lý. Đầu tiên thì đến với trách nhiệm của nhà quản lý đối với thương hiệu. Thì nhà quản lý sẽ có trách nhiệm chung trong việc giám sát các trải nghiệm tiêu cực của người tiêu dùng, từ đó sẽ đánh giá tác động của các phản hồi tiêu cực này và cho họ phản hồi lại cho khách hàng theo mức độ chiến lược. Thứ hai là điều cần thiết đối với các nhà quản lý thương hiệu. Thì các nhà quản lý thương hiệu cần phải thúc đẩy mua sắm đa nền tảng tương tác ngang hàng bằng cách đảm bảo tính tương thích của hệ thống và hậu cần. Thì một ví dụ như là thương hiệu Levi đã kết hợp cửa hàng trực tuyến của mình với Facebook, từ đó thì cho phép khách hàng duyệt qua các sản phẩm yêu thích của mình ở của mình và bạn bè, tương tác với họ, trao đổi và tạo ra trải nghiệm mua sắm cộng tác. Cá nhân hóa tức thì của Facebook mở rộng mức độ tích hợp này cho phép người dùng đánh dấu nội dung được bạn bè mình thích hoặc giới thiệu trên các trang web. Chúng ta sẽ đến với kỹ năng cần thiết cho các nhà quản trị. Thì kỹ năng cần thiết cho các nhà quản trị là trách nhiệm của giám đốc thương hiệu là tập hợp các điểm tiếp xúc nội bộ, thiết lập giai điệu cho các sự tương tác của tất cả các thương hiệu khác nhau với thế giới bên ngoài. Bên cạnh đó sẽ chuẩn bị truyền đạt quy trình một cách hiệu quả, nắm rõ mục tiêu rõ ràng cụ thể đến các nhóm khách hàng mục tiêu. Rồi bên cạnh đó, giám đốc thương hiệu cũng là một nhân viên tình báo, thì họ sẽ được hiểu như là người tiêu dùng bằng cách đóng vai người tiêu dùng và trải nghiệm các dịch vụ khách hàng hay dịch vụ của mình. Và bên cạnh đó, họ sẽ liên tục tìm kiếm thông tin chưa phát triển về người tiêu dùng, đồng thời chắt lọc và tổng hợp các thông tin này thành các sáng kiến chiến lược giữ cho thương hiệu mình luôn mới mẻ, luôn có sự thay đổi theo thời gian. Để đạt được những giá trị thương hiệu bền vững thì cần phải phối hợp các hoạt động của công ty, thu hẹp khoảng cách thông tin giữa công ty và trí tuệ tập thể, thu thập và tạo ra xuất bản nội dung thấp hấp dẫn và liên quan đến thương hiệu. Bên cạnh đó thì cần chân thành hợp tác với người tiêu dùng để thông báo câu chuyện của thương hiệu cho các người tiêu dùng. Ví dụ như nó sẽ đến với ví dụ như sự khác nhau giữa hai thương hiệu Coca-Cola và Pepsi về về khẳng định thương hiệu của mình trên thực tế là Pepsi đã thay đổi liên tục. Trong những năm gần đây thì Pepsi đã thay đổi liên tục diện mạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Còn bên Coca-Cola thì cũng không ngừng cải tiến bao bì và kiểu dáng hàng ngày đẹp hơn, tiện dụng hơn.
Trong thời đại công nghệ hiện nay thì Pepsi không ngừng đưa ra các thay đổi về marketing hay các câu khẩu hiệu không ngừng để không ngừng quảng bá thương hiệu, xây dựng một thương hiệu giải khát hiện đại, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào quảng cáo và quảng bá sản phẩm thương hiệu đến mọi người. Từ đó họ luôn giữ vững được vị thế người dẫn đầu trong ngành nước giải khát, mang đến năng lượng và niềm vui cho người tiêu dùng, đồng thời luôn đặt sức khỏe của người tiêu dùng hàng đầu. Trong khi đó thì Coca-Cola thì trong thời đại công nghệ số họ đã hướng đến việc phát triển thành một thương hiệu dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của thương hiệu Coca-Cola. Từ đó thì họ luôn giữ vững vị trí top đầu trong bảng xếp hạng những thương hiệu hàng đầu thế giới. Coca-Cola là thương hiệu toàn cầu được biết đến với 98% người trên thế giới đều biết đến ạ. Thì giá trị thương hiệu của Pepsi. Pepsi là một sức sống mới trong một lon Pepsi. Thì Pepsi luôn thể hiện tất cả mọi thứ có được từ nước giải khát có ga, từ mùi vị sự lựa chọn tới cảm giác sảng khoái, vui vẻ, trẻ trung. Tất cả những điều đó đều đến từ các quảng cáo của Pepsi. Ví dụ như là rồi tiếp theo mà ví dụ như là chúng ta thấy được là trên hình ảnh thì các slogan của Pepsi là Pepsi muối sống như một hạt muối để tế vị có để có thể mặn mà hơn. Sẽ đến với Coca-Cola. Giá trị thương hiệu của Coca-Cola là Coca-Cola luôn đáp ứng và đem lại cảm giác mới lạ cho khách hàng. Đây là một mục tiêu sản phẩm của Coca-Cola, mang đến những phút giây tuyệt vời mỗi ngày, cảm giác lạc quan và sự điềm tĩnh. Coca-Cola giúp bạn thưởng thức và khám phá là những cảm giác về sự khích lệ, tràn đầy tự tin tích cực của bạn, trải nghiệm những giây phút thoải mái và hình thành các mối quan hệ đối với tốt đối với mọi người. Phần thuyết trình của nhóm mình là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tôi lắng nghe. Cảm ơn bài thuyết trình của nhóm. Cô có một câu hỏi muốn đặt ra cho nhóm cũng như là chúng ta cùng thảo luận cái chủ đề ngày hôm nay, đúng không? Một cái câu hỏi nhỏ thôi, nhiều câu hỏi lắm, nhiều vấn đề để thảo luận lắm về việc chúng ta làm marketing như thế nào trong cái kỷ nguyên số, cũng như là làm thương hiệu như thế nào để cho nó hiệu quả. Những cái ưu, những cái nhược điểm, tức là cái những cái thuận lợi và khó khăn trong quá trình chúng ta làm thương hiệu cũng rất là nhiều đối với cái kỷ nguyên này, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy là mình không theo không được. Giống như bây giờ các bạn thấy là dịch nó tất tả, nó chạy khắp mọi nơi như vậy đó. Ngày xưa thì mình còn ở trong nhà mình trốn, nhưng bây giờ mình trốn hoài cũng không được nữa, thì bắt buộc phải theo cái xu hướng là không biết khi nào nó mới hết, thì phải sống chung với nó thôi. Thì kỷ nguyên số cũng vậy. Các bạn biết là có một số những cái công ty đó, khi mà kỷ nguyên số bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống của chúng ta, thì các bạn biết ở Việt Nam của chúng ta thì cái gì cũng đi sau hết đó, đúng không? Nói chung là công nghệ thì 4.0, nhưng mà gọi là cái nghiệp vụ thì vẫn là 0.4 đúng không các bạn? Và rất là rõ ràng, đặc biệt là trong các cái hoạt động mà về 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 hành chính rồi là thủ tục vân vân đó, đúng không? Lúc nào là các bác cũng là kỷ nguyên 4.0, là phải thay đổi kỷ nguyên số, là thậm chí là các bạn thấy là thay đổi qua căn cước công dân rồi các kiểu quản lý số. Mà các bạn thấy là đi kèm với đó là sao ạ? Một số những cái những sự khác chứ không phải là thuận tiện. Cho nên là người ta hay nói đùa là kỷ nguyên 4.0, nhưng mà vẫn hành động theo kiểu 0.4 là vậy. Và các cái doanh nghiệp cũng vậy. Các bạn biết là có những doanh nghiệp đó là người ta gọi là không có hiểu rõ được cái công nghệ này nó tác động như thế nào, đúng không? Và cũng giống như làm thương hiệu vậy đó, thay đổi các cái phương pháp hoặc là cái định hướng về việc làm marketing nói chung và làm thương hiệu nói riêng để nó phù hợp với cái kỷ nguyên 4.0. Nhưng mà như thế nào là phù hợp, như thế nào là đúng hướng, như thế nào là hiệu quả, và chúng ta phải lưu ý tới những vấn đề nào, thì có những công ty người ta không biết được. Đúng không các bạn? Có những công ty là khách hàng thay đổi thì mình thay đổi theo, như vậy không phải. Khách hàng thay đổi trong hành vi tiêu dùng, bởi vì là người ta sử dụng công nghệ, cho nên mình cũng phải đưa ra các cái hoạt động hỗ trợ, ví dụ như là mua bán hoặc là làm quảng cáo hay là cái gì gì đó, chuyển từ cái offline sang cái online để phù hợp với hành vi của họ.
mình đuổi theo họ như vậy khi nào mới kịp? Những cái công ty, những cái tập đoàn, những cái thương hiệu mà người ta biết gọi là tận dụng công nghệ và dẫn đầu xu hướng, tức là mình đón đầu khách hàng trước, mình tạo cho khách hàng cái gì các bạn? Mình tạo cho khách hàng cái hành vi và nó liên quan đến cái việc thay đổi công nghệ, chứ không phải là khách hàng thay đổi hành vi vì công nghệ và mình chạy theo để mình đáp ứng, mà mình tận dụng công nghệ để mình tạo ra cái cơ hội cho họ, cơ hội cho cả khách hàng và cơ hội cho cả công ty. Cho nên là có nhiều công ty người ta là gọi là gì, thay đổi để phù hợp với lại là cái kỷ nguyên số, thay hoài không thấy thay được cái gì hết trơn á. Bởi vì họ chưa có nắm được cái yếu tố cốt lõi. Và các bạn biết là nói tới công nghệ, nói tới kỷ nguyên số thì nó liên quan tới cái hoạt động marketing đúng không? Và cái hoạt động marketing đó chính là các cái hoạt động liên quan đến thương hiệu của mình luôn. Thì ngoài cái việc là các bạn phải gọi là tạo dựng ha, mình gọi là tạo dựng đó. Bởi vì sao ạ? Thực ra khi nói đến việc chúng ta làm thương hiệu á, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ đi qua các cái giai đoạn ha, chứ không phải là đùng một cái là chúng ta có cái thương hiệu liền. Thì các bạn thấy là các cái giai đoạn phát triển của quản trị thương hiệu á, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải quản trị hệ thống dấu hiệu. Hệ thống dấu hiệu là cái thứ mà hôm bữa mình nói với nhau rất là nhiều rồi đó, đồng nghĩa với việc là chúng ta quản lý cái brand này, cái logo này, cái trademark này, tức là chúng ta tập trung cho các cái dấu hiệu nhận dạng hữu hình của nó trước, phải có cái thứ đó đúng không? Đó. Xong rồi là chúng ta bắt đầu là gì, có cái nền tảng đó rồi, và cái nền tảng đó chúng ta phải dựa vào cái gì các bạn, dựa vào cái đặc tính thương hiệu ha, và có hai cái yếu tố đó rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái bước tiếp theo, cái giai đoạn phát triển thứ hai của quản trị thương hiệu, đó là quản trị phong cách và hình ảnh thương hiệu. Nghe nó trừu tượng quá đúng không? Nhưng mà thật ra đây là cái giai đoạn mình gọi là mình xây dựng thương hiệu đó các bạn. Mình có đặc tính rồi, mình có dấu hiệu nhận diện rồi, bây giờ mình đem hai cục này mình quăng tới cho người tiêu dùng. Mình hiểu nôm na vậy, bằng cách là gì? Sản phẩm, giá, phân phối, trưng bày, màu sắc, quảng cáo, nhãn hiệu, rồi nói chung tá lả tùm lum các cái hoạt động liên quan đến marketing để mà chúng ta có thể quảng bá được cái hình ảnh thương hiệu này tới cho khách hàng, định vị đó trong tâm trí khách hàng đúng không? Xong rồi nâng cao cái vị trí, tức là đóng đinh chặt vào càng ngày càng đóng một tí cho nó in vuông trong tâm trí của họ. Và bắt đầu gì các bạn, đóng bắt đầu gì các bạn, gọi là gì, làm cho cái đinh này nó to ra, nó chiếm một cái vị trí tự thù lù ở trong đầu óc của họ đó. Đó là cái quá trình chúng ta quản trị phong cách và hình ảnh thương hiệu, và chúng ta làm được cái điều đó rồi, nhét một cái cục bự tù lù thương hiệu của mình vô trong đầu người ta rồi, tức là từ phía khách hàng người ta đã tạo ra cái tài sản thương hiệu cho mình rồi, tạo ra cái giá trị thương hiệu từ phía khách hàng, chứ mình không tự tạo ra được. Mình kêu là ồ tôi có giá lắm nha, đem ra hỏi có ai mua tôi không, kêu no no không ai mua cả, vậy thì làm sao có giá được đúng không? Mình không cần nói mình có giá, nhưng mà khách hàng bu tới trả giá cao ngất ngưỡng dành nhau mua, khách hàng tạo ra đó thông qua cái quá trình quản trị phong cách và hình ảnh thương hiệu của mình, truyền thông marketing. Và cuối cùng chúng ta có được cái tài sản thương hiệu rồi thì chúng ta bắt đầu cái giai đoạn quản trị và phát triển cái tài sản thương hiệu này to hơn nữa, bự hơn nữa. Đó. Nó sẽ qua ba cái giai đoạn như vậy đúng không? Vậy thì cái việc mà chúng ta làm thế nào để xây dựng được cái hoạt động quản trị thương hiệu ở trong kỷ nguyên số này đó, thì nó cũng sẽ liên quan đến ba cái giai đoạn này. Quản trị hệ thống dấu hiệu, thiết kế như thế nào, rồi là nhận diện, hoặc là mình gọi là tạo ra cái đặc tính của thương hiệu như thế nào. Hồi nãy là bạn 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 nào trình bày dài dài á, Nhung á, Nhung trình bày, cái phần Nhung trình bày rất là tốt, các cái nội dung rất là phong phú ha, và có chất lượng đó. Thì các bạn thấy là bây giờ không phải là mình tự tạo ra đặc tính thương hiệu nữa, mà cái công nghệ nó làm cho cái độ tương tác giữa khách hàng và người tiêu dùng nó tăng lên rất là nhiều. Và các bạn biết là nói
chung là trong kỷ nguyên số nó đem tới cho chúng ta thách thức thì cũng nhiều, gọi là cái thuận lợi thì cũng nhiều đó. Ví dụ như các bạn thấy mình dễ dàng tương tác với khách hàng không? Tương tác lúc nào cũng được thông qua công nghệ. Rồi thậm chí là chúng ta rất là dễ dàng gọi là làm kiểu như là mình làm marketing tới từng cái cá nhân á, customization tới từng cái cá nhân nó cũng rất là dễ dàng, bởi vì là các bạn có thể tự các bạn tiếp cận tới từng khách hàng xem họ muốn cái gì và đáp ứng theo cái nhu cầu của họ, nó dễ hơn ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà chính cái điều đó nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta gọi là giống như là mình không kiểm soát được á. Cô lấy ví dụ này, các bạn nhớ là hồi đó các bạn học ở trong marketing á, digital marketing á, nó có một số những cái công cụ ứng dụng marketing cho chúng ta, ví dụ như là mình theo dõi cái vết dấu vết của khách hàng đó, đúng không? Rồi là những cái là kiểu như là search engine marketing nè, rồi là estimate marketing nè, nhiều lắm. Thì những cái hoạt động đó các bạn thấy là nó mang cái tính chất là gì? Nó mang cái tính chất là dẫn khách hàng, dẫn khách hàng đi đến đâu? Đi đến cái hành động mua nhiều hơn. Và ví dụ như các bạn thiết kế một cái trang web đẹp, các bạn thiết kế là những cái giao diện của trang web, hoặc là khi mà các bạn click vào thì nó sẽ nhảy ra, ví dụ như là các bạn thấy là các bạn rê chuột vô cái hình ảnh nào đó, hoặc là các bạn ấn vô hình ảnh nào đó, thì nó sẽ ra cái gì? Nó sẽ ra một cái bảng về thông tin của sản phẩm đó ha, và nó ra cái nút đó là nhấn để mà đưa vào giỏ hàng. Đưa vào giỏ hàng rồi thì sao? Vào giỏ hàng thì thanh toán. Thì thật ra những cái đó là những cái thiết kế của chúng ta ở trong các cái trang web hoặc là các cái app bán hàng để thuận tiện hơn cho cái quá trình trải nghiệm của khách hàng, gọi là cái journey of customer, tức là cái hành trình trải nghiệm của khách hàng nó hiệu quả hơn bằng cái việc là chúng ta sử dụng cái công nghệ. Tuy nhiên hiện nay người ta làm marketing online, digital marketing đó, thì nó có một cái mục tiêu nữa là gì? Cũng là gì? Xây dựng cái hình ảnh thương hiệu, đúng không các bạn? Nói nôm na là chúng ta phải xây dựng hình ảnh thương hiệu đó, chứ không phải là chúng ta đi bán hàng, có đúng không ạ? Nhưng mà hai hoạt động này trong cái digital marketing nó lại chơi, nó tồn tại song song với nhau á. Chúng ta theo với khách hàng, chúng ta tương tác với khách hàng, một phần cũng là để tăng tương tác, để tạo ra ấn tượng ha, để xây dựng hình ảnh thương hiệu vân vân cho khách hàng. Nhưng nó cũng đi song song với cái đó là gì? Dẫn khách hàng đến việc là chốt mua hàng. Và các bạn thấy là rất nhiều doanh nghiệp á, người ta cứ dẫn khách hàng tới cái việc mua hàng, chứ người ta quên mất làm thương hiệu luôn. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ, những cái doanh nghiệp mà người ta chưa có xây dựng được cái đặc tính thương hiệu. Tức là các bạn hình dung là các hoạt động digital marketing đều dẫn tới cái việc mua hàng hết, và người ta quên đi cái yếu tố cốt lõi là gì? Phải xây dựng cái đặc tính thương hiệu trước thì mới có được cái hình ảnh giá trị thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Doanh số thì có đó, nhưng mà khách hàng rất là dễ lãng quên mình. Họ mua đó, nhưng mà hôm sau họ gặp thằng khác, họ mua của thằng khác, họ không nhớ gì tới mình hết. Đó chính là một cái vết rất là gọi là bị lầy vào trong cái hoạt động mà không phân biệt được đâu là sale và đâu là marketing. Tức là đâu là marketing để xây dựng thương hiệu, bởi vì là người ta không có chú trọng vào cái việc là tạo ra cái đặc tính thương hiệu ngay từ đầu á. Đặc tính thương hiệu cực kỳ quan trọng, cho nên dẫn tới cái việc như vậy đó. Rồi là cũng có nhiều các cái yếu tố khác nữa, nó tạo ra cái thách thức trong việc xây dựng thương hiệu. Thế thì nhóm cũng đã trình bày được các cái vấn đề gọi là tổng quan rồi. Như vậy thì cô có một cái câu hỏi đặt ra cho nhóm, đó là nhóm có thể đưa ra một vài những cái ví dụ nào tương tự như cái ví dụ hồi nãy cô vừa mới đưa ra cho các bạn đó. Nhưng mà cái ví dụ của cô thì nó hơi khó nên cô đưa ra luôn rồi, tại vì cái đó thì nó liên quan đến cái lĩnh vực sale luôn và marketing luôn, cho nên là có thể là các bạn khó phát hiện ra được cái hành tung nó, cái vết xe đổ đó. Nhưng mà có những cái khác nó đơn giản hơn thì cô
có một cái câu hỏi đặt ra cho nhóm là có thể đưa ra một vài những cái ví dụ cho cái bất tiện, cái bất lợi á, cái khó khăn khi mà chúng ta xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số là gì không? Câu hỏi cho nhóm số 4 đó. Trong khi mà nhóm số 4 thảo luận thì các bạn có thể là cùng tham gia thảo luận luôn, không vấn đề gì hết nha. Nhóm 4 có nghe câu trả lời chưa? Các bạn chuẩn bị câu trả lời ha. Thì trong khi đợi nhóm 4 các bạn chuẩn bị câu trả lời đó, thì cô lại nói thêm một cái vấn đề nữa cho các bạn. Nó liên quan đến việc là chúng ta xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số. Đó là các bạn biết là thay vì trước đây á, thì mình đi giành giật, mình đi kiếm một cái vị trí nào đó ở một cái tuyến đường gọi là đông đúc người qua lại, mặt tiền to, rồi là các kiểu để mình xây dựng cửa hàng, đúng các bạn, thằng nào giành được cái chỗ ngon là thằng nó chiếm ưu thế rồi. Nhưng mà online thì sao? Nó thể hiện qua cái gì các bạn? Mình giành được cái gì các bạn? Cái tên miền. Và rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam của chúng ta bị đánh mất cái thương hiệu online, bởi vì là mình đi chậm hơn người ta, thậm chí là mình không chú trọng đến cái việc làm thương hiệu online này, gọi là không có nhìn nhận được cái tầm quan trọng của việc là chúng ta phải linh động, phải dè chừng và những cái yếu tố mà chúng ta phải nắm được khi mà chúng ta bước vào việc là làm cái digital marketing. Thì các bạn thấy là có nhiều cái thương hiệu lớn ở Việt Nam của chúng ta gọi là đã đánh mất cái thương hiệu online, và nó đánh mất như thế nào. Thì ở trong cái phụ lục của cô đó thì cô cũng có đưa vô cho các bạn một cái phụ lục về thương hiệu Trung Nguyên á, không biết là có bạn nào đọc hay chưa ha. Thì các bạn thấy là Trung Nguyên thì đánh mất cái tên hiệu của mình, nhưng mà các bạn biết là hiện nay mình đâu có kinh doanh trong nước đâu, đúng không, mình phải kinh doanh quốc tế nữa chứ. Cho nên là cái tên miền quốc tế nó sẽ thể hiện cái hình ảnh thương hiệu của mình ở mức cao nhất, đặc biệt là với những cái đối tác lớn. Và khi doanh nghiệp của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ hơn nữa thì rõ ràng phải vươn ra rồi, ít nhất phải xuất khẩu rồi. Ví dụ như là chị của cô chẳng hạn, tức là một cái xưởng rang xay cà phê, trà cà phê nhỏ ở Đà Lạt thôi, tức là không có phải là một cái thương hiệu mạnh bán ở Việt Nam, nhưng mà gì các bạn, vẫn xuất khẩu hàng hóa qua Nga bình thường. Cho nên là cái hoạt động mà kinh doanh xuyên quốc gia hiện nay nó rất là bình thường, không có cái gì mà gọi là ghê gớm hết á. Và các cái doanh nghiệp hiện nay phải định hướng là mình sẽ làm cái điều đó. Đó. Cho nên các bạn thấy là cái tên miền quốc tế, các bạn biết cái tên miền quốc tế nó có cái đuôi là cái gì không? .com, đúng không? .com. Thì các bạn thấy là trên thế giới là từ những cái tập đoàn rất là hùng mạnh, ví dụ như là Facebook này, Microsoft này, rồi là Google này, Amazon này, vân vân, rồi là cho tới những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ ở trong nước của mình đều muốn và cần, rất cần thiết để sở hữu được một cái tên miền, một cái đuôi là .com. Thì các bạn biết là cái năm 2003 thì các bạn thấy là lúc này á thì Trung Nguyên á là bắt đầu thấy được cái tầm quan trọng của việc chuyển đổi số ha. Và bây giờ ảnh là đi mua cho mình một cái tên miền, cái tên miền có cái đuôi .com. Nhưng mà các bạn biết là mua thì mua sao? Trung Nguyên .com, đúng không ạ? Tại vì lúc nào mình cũng mong muốn là mình có cái đuôi .com mà. Nhưng mà các bạn biết là cái tên Trung Nguyên .com á, nó đã được đăng ký, tức là được mua rồi, được mua từ năm 2001 á. Bạn thấy ghê không? Tại sao ghê chút nữa nói. 2003 thì Trung Nguyên mới nghĩ tới cái việc đi mua tên miền. Trong khi đó 2001 thì có một cái Việt kiều Séc, ổng là Việt kiều ở nước Séc, Cộng hòa Séc, đã đăng ký rồi. Cho nên là không mua được nữa.
Và cái ông Trung Nguyên này á, ông phải đành phải mua cái tên miền là trungnguyen.com.vn, mà các bạn thấy cái tên miền mà chơi trungnguyen.com.vn thì chỉ có ở Việt Nam thôi. Quốc cái đuôi chấm vn đó chỉ ở Việt Nam thôi. Đó. Rồi. Thôi, ok. Mình thêm vô phát nữa đi. Trungnguyencoffee.com cũng được. Chơi luôn. Cũng liên quan, nghe nó hơi dài chút xíu thôi đúng không? Nhưng mà Trung Nguyên Coffee nghe cũng hợp lý rồi. Nhưng mà cũng không thuộc sở hữu của Trung Nguyên luôn các bạn. Nó bị công ty Clockwork Commercial đăng ký từ năm 2007. À, tính năm 2007 thì Clockwork Commercial mới đăng ký cái tên là Trung Nguyên Coffee này. Trong khi đó các bạn thấy 2003 Trung Nguyên đăng ký không được cái tên Trung Nguyên.com, cũng không nghĩ đến cái việc là Trung Nguyên Coffee. Mà tới 2007 thì sao? Thằng kia đăng ký mất tiêu rồi. Đó. Rồi chắc các bạn thấy là xong rồi sao nữa? Xong rồi là các bạn, để cô nhớ có xong năm 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 khoảng cỡ năm 2010, cô không nhớ rõ lắm cái thời điểm ha, mà khoảng cỡ 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 2010 2000 cỡ cỡ đó đó thì Trung Nguyên và Highland Coffee á, của công ty cổ phần Việt Thái Quốc tế, cái ông mà mua lại phở 24 đó các bạn, thì coi như là kiện ông ấy. Khi tên miền trungnguyen.com.au, tức là chấm 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 Australia, được dùng để quảng bá cho Highlands Coffee, bởi vì nó mua cái tên miền đó rồi. Đó. Thì các bạn thấy là gì? Trung Nguyên á, lúc này đi kiện và tố cáo là Highlands Coffee cạnh tranh là đểu không có lành mạnh. Nhưng mà các bạn thấy là bên Highlands Coffee á, nó nói rằng là nó không có liên quan. Bởi vì sao? Bởi vì công ty đã đăng ký tên miền này á, là một cái công ty khác chứ không phải là công ty Trung Nguyên. À, và cái công ty đăng ký tên miền này là một, cũng là một cái công ty về, cô nhớ không nhầm thì nó là về trà gì đó, Trusty gì đó. À, thì các bạn thấy là cuối cùng Trung Nguyên cũng đâu có làm được gì đâu. À, thêm một phát nữa là gì? Thường á, các bạn đi tìm một cái gì đó thì các bạn sẽ lên Google các bạn tìm đúng không? Thì các cái công ty á, bây giờ muốn người ta tìm thấy mình á, thì mình phải đăng ký các cái từ khóa, đăng ký những cái từ khóa liên quan tới công ty của mình, tức là cái keyword á. Thì các bạn thấy là cái từ Trung Nguyên á, khi mà đi lên search Trung Nguyên á, nó không có ra cái từ cà phê, tức là không có ra những cái sản phẩm hay cái gì liên quan tới cà phê hết á. Mà người ta nhầm lẫn cái từ Trung Nguyên là một cái địa danh ở Trung Quốc á, hoặc là những cái từ có những cái ý nghĩa khác. Bởi vì sao à? Bởi vì là nó không có chú trọng đến cái việc là mua những cái và xét những cái keyword liên quan tới cái thương hiệu của mình ở trên trên Google. Thì các bạn thấy là mà khổ cái Trung Nguyên cứ bị cái kiểu này, bị một lần là Trung Nguyên rồi. Và các bạn biết là Trung Nguyên gọi là người ta tái định vị thương hiệu của mình lại thành thành Trung Nguyên Legend đó các bạn biết không? Trên Trung Nguyên Legend là cái thương hiệu cà phê bây giờ, kiểu như là cái Trung Nguyên ngày xưa là kiểu như là cà phê mà dành cho học sinh sinh viên văn phòng á, nên mang một cái nét gọi là khá là bình dân ha, khá là mang cái phong cách truyền thống của văn hóa Việt Nam á, và không có cái tính sáng tạo trong đó, tức là nó đi theo cái kiểu truyền thống cà phê đen cà phê sữa các loại cà phê các kiểu, uống nó cũng ngon nhưng mà nó không có sự sáng tạo ở trong đó. Thì các bạn thấy là lúc mà Trung Nguyên định vị lại là Ligand á, thì là cái đặc tính thương hiệu mà được Trung Nguyên hướng tới đó là một cái sự sáng tạo, khơi nguồn sáng tạo đúng không, trong việc là uống cà phê. Cho nên là các bạn vô những cái quán cà phê Trung Nguyên Ligand, các bạn thấy là cái menu của nó phong phú lắm luôn, mà nó có những cái loại cà phê rất là lạ, ví dụ như là cà phê cam nè, cà phê quế nè, rồi cà phê nói chung là lạ lắm, mà uống thử hết thì chắc cũng mệt mỏi luôn á. Nhưng mà nói chung là đưa ra những cái công thức pha chế cà phê rất là lạ, và cái thiết kế về ví dụ như là văn phòng, cái showroom trưng bày nè, hoặc là những cái concept, những cái decor ở trong quán cà phê để mà người uống á, thì cũng thay đổi theo một cái phong cách nó hiện đại hơn, và nó khác hơn ngày xưa rất là nhiều. Đó là cái vấn đề là Trung Nguyên định vị lại cái thương hiệu của mình. Nhưng cái vấn đề ở đây là gì?
đã mua được cái tên miền và legendy.com vào khoảng cỡ cuối năm 2011. Nhưng mà lại sao? Nhưng là lần này tôi mua được cái legendy.com, tôi khoái, tôi không quan tâm được gì nữa. Nhưng mà thật ra các bạn biết sao? Các cái công ty kinh doanh đó, người ta mua các cái tên miền, người ta mua hàng loạt, tức là người ta mua tất cả những cái tên miền, tại vì thật ra mua không có mắc, không có mắc nhiều. Hả? Thậm chí là ví dụ như những cái mà .vn hoặc là .c.gì đó thì nó rẻ lắm. Đó, cho nên là thường người ta sẽ mua, người ta mua hàng loạt các cái tên miền có liên quan luôn. Ví dụ như là legendycoffee.com, hàng tháng nó mua mất. legendy.com.vn lần này thì Trung Nguyên không mua. legendy.vn cũng không mua luôn. Và tất cả những cái tên miền mà cô vừa mới nêu đó thì đã bị những cá nhân khác đăng ký ở trên đất nước Mỹ. Ủa thì có sao đâu? Sao lại không sao? Các bạn biết là gì? Cái luật về bảo hộ thương hiệu á, thì các bạn thấy là cái tên miền hay kể cả cái tên thương hiệu đi chăng nữa, nếu như nó có cái nguy cơ trùng và nhầm lẫn thì nó sẽ không được bảo hộ ở một cái đất nước nào đó. À, thì các bạn thấy là gì? Legendy.com nó sẽ tương đồng với legendycoffee.com, mà cái thằng legendy này nó còn là coffee nữa thì có phải là rất là dễ nhầm lẫn không? Xong rồi .com.vn rồi .vn. Đó, các bạn thấy là gì? Rất có khả năng là gì? Không được xuất khẩu cà phê mang cái thương hiệu Legendy Coffee sang thị trường Mỹ, bởi vì là gì? Vi phạm bản quyền thương hiệu. Đó, các bạn thấy là không cẩn thận một chút thôi có phải là chết không? Có đúng không ạ? Hơi bị ghê. Đó là một cái trường hợp của Trung Nguyên thôi. Và ở Việt Nam mình thì nhiều lắm luôn, giống như cô nói với các bạn, cái thương hiệu mà một cô cảm thấy bức xúc với là thương hiệu Buôn Mê Thuột đó, đúng không? Tức là cả một cái ngành luôn, cả một một cái vùng luôn, ảnh hưởng lắm luôn. Cho như là mình bỏ công ra mình xây dựng xong rồi nó nuốt chửng của mình luôn vậy đó. Mà thị trường Trung Quốc đâu phải là một cái thị trường nhỏ đâu các bạn, đúng không ạ? Rồi nhóm 4, chắc là nãy giờ cô thao thao bất tuyệt dậy là chuẩn bị xong rồi, cô coi như là hy sinh câu giờ dùm cho nhóm đó nha, để chia bớt điểm cho cô đó. Rồi nhóm 4 có câu trả lời chưa? Alo. Nhóm 4 ơi, còn ai ở đó không? Dạ em nghe cô ơi. Ừ, trả lời đi. Dạ, dạ thưa cô, là những cái thách thức mà thường gặp trong quá trình xây dựng thương hiệu á, thì thứ nhất đó chính là việc mà như hiện nay á, thì cái sản phẩm nó đang ở xu hướng bão hòa. Ví dụ như là thông thường á, một cái sản phẩm nó sẽ có 4 giai đoạn. Thứ nhất là bao gồm giới thiệu, phát triển, chín mùi và suy tàn. Nhưng mà khi với cái sự phát triển của công nghệ và gia tăng đầu tư của nền kinh tế như hiện nay á, thì nó đang ở trong một cái giai đoạn bão hòa. Có thể kể đến như là xe máy, em lấy ví dụ về mạng di động, ví dụ như chẳng hạn Việt Nam có 7 mạng di động, nhưng mà hầu hết mọi người á, thì đều chọn 3 mạng để sử dụng chính, đó chính là Mobifone, Vinaphone hoặc là Viettel. Và vì vậy mà cái cơ hội tồn tại của các thương hiệu còn lại á, thì nó sẽ bị thu hẹp. Và việc mà thị trường bão hòa thì nó là một trong những cái thách thức. Thách thức đối với cái sự tồn tại của thương hiệu nhỏ hoặc là mới mới hình thành trên thị trường, khi mà khách hàng họ đã có cái thói quen hoặc là họ có cái định hướng chuyển sử dụng những cái sản phẩm của những thương hiệu lớn hơn. Thứ hai đó chính là trong việc mà tạo ra sự khác biệt, thì người ta thường nói là khác biệt hoặc là chết, thì điều này hoàn toàn phù hợp với cái hoàn cảnh kinh doanh như ngày nay. Thì khi mà có quá nhiều cái đối thủ cạnh tranh hoặc là có nhiều sản phẩm trên thị trường, thì làm sao mà cái sản phẩm của mình có những cái điểm khác biệt, thì đó cũng là một trong những cái lý do mà giúp cho khách hàng họ chọn cái sản phẩm của mình thay vì những cái sản phẩm của thương hiệu khác. Thì
thì họ hiện nay á, hầu hết cái sản phẩm thì nó trên thị trường nó có vẻ như là hao hao giống giống nhau và tạo cho khách hàng một cái cảm giác khó lựa chọn. Ví dụ như khi mà mình đi vào trong một cái cửa hàng điện tử mình muốn tìm mua laptop thì có rất là nhiều cái loại máy tính khác nhau, như là của Sony, của HP, của Dell, Toshiba, Samsung, của Lenovo vân vân. Thì khi mà mình đi một vòng á thì mình không tìm được cái sản phẩm nào phù hợp hết, là tại vì mình cảm thấy cái sản phẩm nào nó cũng hao hao giống nhau, nó có một cái những cái chức năng giống giống nhau, thì như vậy á giúp cho cái việc lựa chọn của khách hàng nó trở nên khó khăn hơn. Và đây cũng là một trong những cái thách thức đối với việc xây dựng thương hiệu, là chúng ta phải trả lời làm sao là chúng ta làm tạo nên cái sự khác biệt đối với sản phẩm của mình và tạo ra những cái tên khác nhau. Thứ ba đó chính là cái việc mà cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, thì các đối thủ mới không chỉ là họ tạo sức ép về giá thị trường hoặc là cái chỗ đứng trên thương hiệu á, thì nó cũng khó khăn hơn đối với những cái thương hiệu lớn. Và cái việc mà nỗ lực để tìm kiếm một cái phân khúc thị trường trong cái bối cảnh mà thương hiệu tràn ngập như ngày nay á, thì nó cũng là một trong những cái vấn đề nan giải khiến cho những cái nhà mà quản lý doanh nghiệp á, suy nghĩ và rất là phải nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cái câu trả lời đó. Thứ tư đó chính là cái việc mà làm sao mà để khiến khách hàng trở thành cái khách hàng trung thành đối với cái thương hiệu của mình. Bởi vì khi mà có quá nhiều cái lựa chọn và mỗi ngày á thì cái việc mà cập nhật tình hình hoặc là theo xu hướng và cái nhu cầu của con người thì luôn thay đổi, cho nên là cái sản phẩm nó cũng đồng thời nó sẽ thay đổi theo để nâng cấp và để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Và ngoài việc thông qua cái quảng cáo truyền thông thông thường á, thì họ còn tiếp cận với khách hàng nhiều hơn để nắm bắt được cái sự mà thay đổi của khách hàng và để tạo ra cái sản phẩm phù hợp. Thì ví dụ như là trước kia Nokia thì nó là một cái điện thoại được bán ra, mọi người rất là trung thành với cái thương hiệu này là bởi vì nó có tính năng tốt, thiết kế đẹp, sử dụng. Nhưng mà sau này thì ví dụ như các thương hiệu khác ra đời như là Samsung, hoặc là đặc biệt như là iPhone của Apple á, thì Nokia nó không còn là lựa chọn duy nhất nữa, mà người tiêu dùng họ chuyển dần sang sử dụng các thương hiệu nổi tiếng hơn và có giá trị hơn rất là nhiều. Dạ thưa cô, em phần trả lời của em hết rồi cô. Cảm ơn phần trả lời của Nhung đúng không? Phần trả lời của Nhung nói chung là đúng đó, nhưng mà cái sự bão hòa của sản phẩm trên thị trường gọi là cái tình hình chung rồi, nhưng mà ý của cô ở đây là cái việc xây dựng thương hiệu của chúng ta đó, nó có cái việc là nó chuyển đổi từ cái giai đoạn là không số và sang cái công nghệ số đó, thì cái công nghệ số này nó có thể tạo ra được, nó có thể tạo ra cái thách thức gì không, cái khó khăn gì mà mình phải lưu ý không á. Ví dụ như hồi nãy cô lấy một cái ví dụ về Trung Nguyên đó, thì các bạn thấy là cái việc là mình phải lưu ý đến cái việc là thay vì là chúng ta đi 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 tìm một cái vị trí đắc địa ở ngoài kia, thì mình phải mau mau mình giành giật lấy cái tên miền, ví dụ như vậy. Nhưng có nhiều cái doanh nghiệp thì bỏ lỡ cái điều đó và mất đi rất nhiều các cái cơ hội kinh doanh, cũng như trong cái việc là xây dựng cái hình ảnh thương hiệu và cái giá trị thương hiệu của mình. Thì ý của cô là các bạn hãy tìm những cái nguyên nhân mà nó đi đi trực tiếp vào cái vấn đề là kỷ nguyên số như vậy, bởi vì chúng ta đang nói về kỷ nguyên số. Ví dụ như là các bạn thấy một cái vấn đề về bản quyền, thì bản quyền ở đây là bản quyền về các cái chiến dịch tiếp thị trên internet này, thậm chí là gì các bạn, hình ảnh sản phẩm dịch vụ các bạn cũng phải show lên trên nó cho người ta coi chứ, đúng không? Cho nên là rất là dễ bị đối thủ cạnh tranh sao chép, thậm chí là bị những người khác người ta bắt chước làm hàng giả, làm hàng nhái và bán tràn lan ở trên đó. Ví dụ các bạn lên Shopee đi, các bạn thấy là các bạn có thể mua được một cái sản phẩm
Trời ơi, hình ảnh nó giống nhau y xì luôn. Của cô sao chỗ này em thấy nó bán 300.000 mà chỗ kia bán 90.000, rồi rẻ quá em mua. Mua về đây rồi biết. Đúng không các bạn? Nhưng mà người ta đâu có biết là như thế nào, nó mua về xong rồi. Trời ơi, cái này sao không được, trời nó dởm quá, nó tệ quá. Cái thương hiệu này, cái thương hiệu vứt đi. Nhưng mà biết đâu trường hợp mà cái thương hiệu vứt đi đó là do bị người ta giả, người ta nhái trên thị trường chứ không phải là do chính hãng. Đó, thì các bạn thấy là nó nôm na lại là một cái ví dụ khi mà cái bất tiện, tức là cái khó khăn mà chúng ta gặp phải, đó là cái tên hiệu hoặc là biểu tượng, thậm chí là bản thân sản phẩm của chúng ta có thể bị sử dụng để lừa gạt khách hàng mà chúng ta không thể kiểm soát được, bởi vì cái mạng lưới gọi là thương mại điện tử hoặc là cái truyền thông marketing online nó rộng và nó nhiều và nó dưới tất tần tật các hình thức khác nhau trên mạng xã hội, trên Zalo, trong các hội nhóm. Thậm chí là cô thấy bây giờ người ta bán hàng và người ta quảng cáo kiểu gì, cô mời các bạn tham gia vào nhóm Zalo của cô đúng không, và cô sẽ up hình ảnh ở trong đó và cô up giá trong đó, cô up tất cả mọi thứ cô bán ở trong đó. Trời ơi, vậy thì thằng nào mà nó tìm được hết những cái đó mà nó kiểm soát được, đúng không? Thậm chí là trên mạng nó bán tùm lum tá lả mà cũng không biết ai bán ở đâu như thế nào luôn, rất là dễ bị bắt chước đó. Thì ví dụ như đó là một cái nhược điểm của việc là chúng ta làm marketing, làm thương hiệu ở trong cái kỷ nguyên số thì rất là khó khăn ha, thật ra là rất là khó khăn luôn đó, đối với các cái doanh nghiệp đúng không ạ. Bên cạnh những cái thuận lợi, ví dụ tiết kiệm chi phí không, tiết kiệm chi phí nhiều nhá, làm digital marketing tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với lại là đi là các bạn làm marketing truyền thống chứ đúng không. Nhưng mà các bạn thấy là nó cũng tè tua lắm. Rồi là ví dụ những vấn đề về kỹ thuật ha, ví dụ như là khó khăn trong trường hợp là kết nối internet chậm, nó mãi cái trang web mà nó không làm một mình, không thèm vô nữa ha. Đặc biệt là những cái trang web quá phức tạp hoặc là dữ liệu quá lớn mà cái server mà không đủ tải, sập luôn. Đúng không? Ai luôn có sập luôn. À, vậy thì chúng ta phải lưu ý tới những cái vấn đề đó. Rồi các bạn thấy là gì? À, bị ăn cắp thông tin, bị hack. Ha? Bị hack trang web để mà lấy thông tin dữ liệu của khách hàng. À, thậm chí là lấy thông tin dữ liệu của khách hàng để lừa gạt khách hàng cũng có luôn. Đúng không các bạn? Thì đó, những cái yếu tố đó chính là những cái yếu tố mà nó tạo ra những cái thứ thử thách cho các cái doanh nghiệp khi mà người ta làm marketing online á. Rồi nhiều lắm, nhiều nhiều lắm, thuận lợi bất lợi là nhiều lắm luôn, tại vì còn một nhóm nữa các bạn trình bày về chủ đề này nên là cô không có nói ra nhiều. Nhưng mà cô cũng nêu ra sơ sơ như vậy để mà định hướng cho cái nội dung thuyết trình cũng như là cái nội dung trao đổi của nhóm tiếp theo vào buổi ngày hôm sau, bởi vì bây giờ cũng hết gần hết giờ rồi, cũng không kịp để cho nhóm tiếp theo các bạn trình bày nữa. Thì tuần này chúng ta còn một buổi nữa, thì trong cái buổi tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thành luôn cái nội dung về xây dựng thương hiệu trong cái kỷ nguyên số này, bởi vì nó cũng gọi là nó thiết thực ha, nó thiết thực và nó là cái xu hướng, nên cô đưa vào đây luôn để mà chúng ta thảo luận trao đổi. Thì bữa ngày hôm sau chúng ta sẽ có mấy tiết hả các bạn? 3 tiết, 2 chiều thứ 4 chúng ta sẽ có 3 tiết thôi, cho nên là nhóm tiếp theo các bạn sẽ trình bày về nội dung của cái phần này. Sau đó thì cô sẽ thảo luận một tí xíu về cái nội dung này cùng với các bạn. Thời gian còn lại của buổi ngày hôm đó thì các bạn sẽ đọc các cái tình huống ở phía sau, hoặc là các bạn gọi là các bạn lướt lại một vòng những cái kiến thức mà các bạn đã học từ đầu đến giờ của môn quản trị thương hiệu về mặt lý thuyết. Có cái thắc mắc gì thì chúng ta sẽ đưa ra trao đổi luôn vào ngày hôm đó. Các cái tình huống ở phía sau, những cái điểm cứu, những cái bài đọc đó thì là còn vài cái chúng ta chưa có xử lý đúng không ạ? Nhưng mà như hôm bữa cô nói với các bạn đó, các bạn đọc và các bạn nêu ra vấn đề đề nghị cô hỗ trợ, hoặc là cùng nhau đưa ra một vấn đề để thảo luận với lớp thì cô sẽ hỗ trợ các bạn thảo luận. Còn nếu như các bạn không chủ động đưa ra thì xem như là các bạn không có thắc mắc gì về những vấn đề đó thì sẽ không thảo luận về những cái nội dung đó. Cho nên là các bạn về các bạn chủ động, các bạn xem lại những cái phần nào mà các bạn thấy là
chưa có nắm rõ hoặc cái gì đó chúng ta cần phải trao đổi thêm, hoặc là các bạn thấy một cái chủ điểm nào các bạn thấy nó hay có thể đưa ra để thảo luận thì chúng ta sẽ thảo luận luôn vào buổi chiều ngày hôm đó. À, tuần sau thì chúng ta sẽ còn hai buổi nữa ha, và một buổi 3 tiết, thì đó là khoảng thời gian để các nhóm các bạn hoàn thành cái bài tập còn lại, coi như trả nợ cho cô cái phần còn lại, đó là báo cáo thuyết trình về cái ý tưởng của các bạn trong việc là tạo dựng cũng như là xây dựng đặc tính thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu của các nhóm. Được không ạ? Các bạn có thắc mắc gì không? Nếu như mà không có thắc mắc gì đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị điểm danh. Mà sao á? Ai chà. Lâu lâu lại có đứa nói là điểm danh không được. Trong khi cô đã để 10 phút rất là nhiều lắm rồi đó. Mấy thầy cô kia để ít lắm nha. Cô để 4 giờ 20 tới 4 giờ 30 nha các bạn. Rồi cô đã thêm vào buổi điểm danh rồi nha các bạn nha. Nếu như không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học chiều hôm nay tại đây và các bạn có thể thoát khỏi lớp để ra điểm danh ha. Chào các bạn nha. Dạ em chào cô.